Nếu Lý Hải có làm phim Lật Mặt phiên bản cổ trang thì vua Trần Anh Tông xứng đáng đóng vai chính. Ít người biết rằng dưới triều đại nhà Trần, quân Đại Việt đã hai lần xuất kích đánh vào đất Trung Quốc. Lần đầu là năm 1241, Thái Tông Trần Cảnh ngự giá thân chinh theo đường thủy đánh sang nhà Tống. Tuy nhiên lúc ấy nhà Tống đã suy yếu lắm rồi. Nhưng khi Anh Tông Trần Thuyên cất quân đánh sang đất Bắc, trong lúc nhà Nguyên đang cường thịnh, đó mới là điều đáng nói. Năm 1313, quan lại nhà Nguyên xâm lấn và cướp bóc ở ngay vùng biên giới, vua Trần Anh Tông lập tức phát binh trừng trị. Từ biên giới tỉnh Hà Giang bây giờ, hơn 3 vạn quân ta theo nhiều đường tiến sang miền Nam Trung Quốc, đánh vào Vân Độc, Châu Trấn Yên, sau đó lần lượt tấn công vào các xứ Lôi Độc, Chi Động và Châu Quy Thuận. 3.000 quân kỵ nhà Trần dùng tốc độ sấm sét lần lượt tập kích đốt phá các kho tàng bí mật của quân Nguyên ở ngay sát biên giới. Tốc độ hành quân của đội kỵ binh này quả thật là quá nhanh. Khi tin tức đến được tai vua Nguyên thì toàn bộ các kho tàng đã bị giải quyết dứt điểm. Không dừng lại ở đó, Anh Tông không rút quân về mà tiếp tục đóng quân ở Châu Quy Thuận nhằm thăm dò phản ứng. Nguyên đế tức giận, lệnh cho hành tỉnh Hồ Quảng phát binh đi đánh. Lính Hồ Quảng còn chưa kịp phản ứng thì tháng 4 năm 1313, vua Trần Anh Tông ra tay trước. Ông ngự giá thân chinh đánh sang Châu Dưỡng Lợi thuộc Quảng Tây, bắt hơn 2.000 quân Nguyên đem về nước. Vua Nguyên sai Lưu Nguyên Hanh đi sứ sang vấn tội. Vị sứ giả đáng thương này có lẽ đã chuẩn bị muôn vàng câu hỏi để làm khó làm dễ, nhưng không ngờ đến lúc chất vấn, Anh Tông tỉnh bơ, mặt không đổi sắc, thản nhiên chối phắt: "Đấy là những người nhỏ mọn ở ngoài biên giới tự làm việc không yên lành, tôi quản thế nào được việc ấy?" Đối với vị vua này, vị sứ giả nhà Nguyên dù đầy một bụng thi thư cũng đành phải ngậm trái đắng. Lần đầu tiên sang Đại Việt, chưa hiểu rõ về tính cách vị vua nổi tiếng này của chúng ta nên vị sứ giả bị sốc nặng, bị chấn thương tâm lý, suy nghĩ mãi. Ông ta đành chuyện to hóa nhỏ, viết thư về cho vua Nguyên, giải thích rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm, đề nghị vua Nguyên hòa giải, giao kèo, quan lại ở biên giới hai nước không xâm phạm lẫn nhau. Thật ra, Anh Tông qua mạng lưới nội gián của mình đã biết rõ triều đình nhà Nguyên bấy giờ nội bộ hết sức rối ren, trong có tranh đoạt vương vị, ngoài có phản quân người Hán nổi dậy khắp nơi, nên ông quyết định chơi cứng với nhà Nguyên tới cùng. Vua Nguyên bất đắc dĩ buộc phải đồng ý, sai người đem sắc thư đến dụ bảo thì Anh Tông lúc đó mới chịu lui binh.